Cảm ơn quý vị vẫn giữ băng tần của đài truyền hình VBS. Mời quý vị đến với phần tin thế giới. Ở bản tin đầu tiên, hiện nay có khoảng 70 vaccine chống coronavirus đang được thử nghiệm trên toàn cầu. Có 70 loại vaccine có khả năng chống lại virus corona đang được thử nghiệm trên toàn cầu, trong đó có 3 loại đang được thử nghiệm trên người, theo Tổ chức Y tế Thế giới. Ứng viên lâu nhất là vaccine do Viện Công nghệ Sinh học Bắc Kinh thử nghiệm và Công ty Sinh học Hồng Kông CanSino đang thử nghiệm ở giai đoạn 2, hãng tin Bloomberg đã loan tin. Hai vaccine khác đang được thử nghiệm trên người. Những vaccine này được hai công ty của Mỹ là Inovio và Moderna đã phát triển, Bloomberg đã cho biết. Viện dẫn một tài liệu của tổ chức WHO. Tình trạng khẩn cấp của đại dịch khiến cho công nghiệp dược phải vội vã tìm vaccine, được dự trù sẽ sẵn sàng sử dụng vào năm tới là sớm nhất, sớm hơn rất nhiều so với từ 10 đến 15 năm trong tiến trình có được vaccine đưa ra thị trường như trước đây. Công ty Moderna đã được các nhà ban hành quy định Mỹ vào tháng 3 chấp thuận bỏ qua giai đoạn thử nghiệm trên động vật và tiến hành trực tiếp trên người, trong khi những công ty lớn hơn như là Pfizer và Sanofi, thưa quý vị, đã có những ứng viên trong giai đoạn tiền lâm sàng sớm. Và trong khi đó thì nổi lên một cái loại vaccine, đó là vaccine phòng lao, có thể sẽ là trợ thủ hàng đầu để chống lại virus Vũ Hán. Đại dịch coronavirus làm hơn 100.000 người đã chết, khiến cho hơn một nửa nhân loại sống trong tình trạng bị phong tỏa hoặc giãn cách xã hội, đe dọa đẩy nền kinh tế toàn cầu vào đại suy thoái. Tuy nhiên, tác động của coronavirus không giống nhau giữa các quốc gia. Gần đây, xuất hiện một số điều tra sơ bộ đáng chú ý cho thấy các quốc gia có truyền thống tiêm phòng lao ít bị tác động bởi dịch coronavirus. Nhưng tố này có thể giải thích một phần đáng kể cho tỷ lệ tử vong rất thấp tại nhiều quốc gia châu Á. Riêng tại Ý và Hoa Kỳ, nơi không có chính sách tiêm chủng lao đại trà, thì cho thấy tỷ lệ tử vong do coronavirus rất cao. Ngược lại, tại Nhật Bản, tỷ lệ này là rất thấp, cho dù Nhật đã không thực thi chính sách phong tỏa xã hội nghiêm ngặt. Các quốc gia có chương trình tiêm chủng lao khác như là Hàn Quốc, New Zealand cũng có tỷ lệ tử vong do coronavirus rất thấp. Và riêng với Việt Nam là một quốc gia, theo số liệu chính thức được coi là số lượng người nhiễm virus rất thấp. Ngay từ những năm 1985-1990, Việt Nam đã triển khai tiêm phòng lao đến toàn bộ các tỉnh, thành phố, ngoại trừ một số điểm vùng sâu và vùng xa. Tuy nhiên, đây là một nghiên cứu vẫn cần thêm nhiều thời gian để đưa ra một kết quả cuối cùng, thưa quý vị. Trong một bản tin khác, tổ chức WHO tin tưởng sẽ được Mỹ tiếp tục tài trợ chống coronavirus. Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới vào hôm 13 tháng 4 lên tiếng ngỏ ý tin tưởng là Mỹ sẽ tiếp tục tài trợ cho cơ quan Liên Hiệp Quốc này, dù Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích việc WHO thiên vị Trung Quốc trong đại dịch coronavirus. Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông Mike Pompeo hồi tuần trước nói chính quyền ông Donald Trump đang đánh giá lại việc tài trợ cho WHO, tố cáo rằng các cơ quan quốc tế dùng tiền của người thọ thuế ở Mỹ để phục vụ cho các mục tiêu của họ. Hoa Kỳ là nước hiến tặng lớn nhất cho tổ chức WHO có trụ sở tại Geneva, đóng góp hơn 400 triệu Mỹ Kim trong năm 2019, chiếm gần 15% ngân sách của tổ chức. Tổng giám đốc WHO ông Tedros được một nhà báo có trụ sở tại Hoa Kỳ hỏi về tin Tổng thống Donald Trump có thể cắt tài trợ trong tuần này, thì ông nói là ông đã nói chuyện với ông Donald Trump cách đây 2 tuần. Theo chỗ tôi biết thì ông rất ủng hộ và tôi hy vọng việc tài trợ cho WHO vẫn tiếp tục. Quan hệ giữa chúng tôi rất tốt và chúng tôi hy vọng rằng việc này sẽ tiếp tục. Quay sang Pháp, thưa quý vị, nước này chống dịch coronavirus quyết liệt nhưng sáng tạo. Nước Pháp đã có những biện pháp chống dịch rất cương quyết nhưng cũng có những giải pháp sáng tạo. Và điều đó nhờ vào các lãnh đạo đất nước rất bình tĩnh và có bản lĩnh. Một nhà báo tự do gốc Việt sống ở thủ đô Paris đã nói như vậy. Trong bài diễn văn trước toàn dân vào tối ngày 13 tháng 4, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tuyên bố sẽ kéo dài lệnh phong tỏa toàn quốc đến ngày 11 tháng 5, tức là phong tỏa thêm gần một tháng nữa.
Cho đến ngày 13 tháng 4, thì nước Pháp đã báo cáo có gần 15.000 người tử vong vì coronavirus, trong đó gần 2 phần 3, tức là khoảng 9.500 người chết ở các bệnh viện, trong khi là có trên 5.000 ca tử vong là được ghi nhận ở các nhà dưỡng lão. Với tổng số gần 137.000 người nhiễm virus corona, hiện nay Pháp là vùng dịch lớn thứ tư trên thế giới và thứ ba ở châu Âu, sau Hoa Kỳ, Ý và Tây Ban Nha, đồng thời cũng là nước có số tử vong nhiều thứ tư trên thế giới. Tại nước này, thì giới nghiên cứu đã chế tạo khẩu trang có thể dùng 100 lần. Thưa quý vị, một nhóm chuyên gia nghiên cứu đã hợp tác với giới sản xuất công nghiệp để chế tạo một loại khẩu trang rất đặc biệt. Ngoài công dụng phòng ngừa về mặt y tế cũng như là chống bụi mịn, loại khẩu trang này được bán với 5 bộ lọc gồm nhiều lớp có thể giặt, và như vậy thì khẩu trang có thể được dùng đến 100 lần. Nhóm chuyên gia nghiên cứu Pháp làm việc tại Brandebo cho Ủy ban Năng lượng Nguyên tử, còn gọi là CEA, đã hợp tác với tập đoàn Pháp Michelin chuyên sản xuất bánh xe hơi để chế tạo loại khẩu trang có thể tái sử dụng này. Khẩu trang có cấu tạo công phu nên có thể dùng đi dùng lại mà vẫn giữ được độ bền và nhất là công dụng được bảo đảm. Ý tưởng chế tạo khẩu trang đã được đề xuất cách đây 3 tuần. Một đoàn thể ở Renewable gồm khoảng 40 nhà nghiên cứu đã dùng những kinh nghiệm khoa học của họ trong lĩnh vực trang thiết bị bảo hộ trong phòng thí nghiệm để chú tâm vào việc chế tạo khẩu trang y tế. Trong tình trạng virus corona tăng tốc lây lan, Moscow đã phải dùng thông hành điện tử để chống dịch. Ngày 13 tháng 4 năm 2020, thành phố Moscow khởi động một hệ thống giấy thông hành điện tử để gia tăng kiểm soát lệnh phong tỏa trong thủ đô Nga, hiện đang là tâm chứng của dịch coronavirus, với các dịch vụ y tế đang bị quá tải. Theo hãng tin AFP, giấy thông hành điện tử có thể được tải về từ trang web của tòa đô chính Moscow. Người dân thủ đô Nga phải sử dụng giấy thông hành này khi di chuyển bằng xe hơi hoặc các phương tiện giao thông công cộng để đi làm, đi khám bác sĩ hoặc đến các nhà nghỉ ở miền quê. Hiện giờ, dân Moscow vẫn được tự do đi bộ để đi mua hàng ở siêu thị hoặc dắt chó đi dạo. Nhưng tòa đô chính báo trước là nếu cần, họ sẽ áp dụng hệ thống thông hành điện tử đối với tất cả những người đi bộ. Ngoài biện pháp nói trên, hôm thứ Sáu ngày 10 tháng 4 vừa qua, Đô trưởng Moscow còn ra quyết định tạm ngưng hoạt động đối với hầu như toàn bộ các công ty xí nghiệp không thiết yếu. Thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng đã khép lại phần tin thế giới. Sau một vài thông tin bảo trợ cho đài, Kim Thủy sẽ quay trở lại phần tin châu Á với một vài nội dung như sau. Đài Loan sử dụng dữ liệu định vị cá nhân để chống dịch. Người châu Phi bị kỳ thị ở Trung Quốc.